chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình cắt lá dứa vô mình xay mình làm chè bưởi. Chè bưởi màu lá dứa với màu trắng, làm hai màu. Cắt vô làm. Hải Sướng xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Hơi cây chùm gỗ có một chùm quá trời sai mà. Đâu được con đụng sai dữ. Cây gừng của mình lên được hai bông. Có bông là gừng sắp già rồi đó. Muốn vô chậu nó hết luôn, còn mấy bụi kia chưa vô. Nồi cũ lên nè. Có đất để vô thêm. Cây chùm gừng có hai xuống được một chùm ở trên đây. Trái này nó bự hết trơn. Mà nó chua, chấm muối ớt ăn là chua. Bữa nay là trời cũng tiếp tục chuyển mưa nữa, chuyển đi thu hết trơn luôn, quá trời gió à. Chào các bạn, tắm quá không? Này như đậu gián hả? Này mình có đậu gián, đậu xanh với khoai cao. Khoai cao thì cũng nhỏ nhỏ rồi vừa ăn luôn. Khoai cao bi, nhỏ rồi. Mình thích khoai cao để vô cho nó mùi khoai cao nó thơm thơm mà nó dai dẻo ngon. Em bé. Em bé đó. Ai kìa. Ngáo. Cái gì? Kìa ông gì kìa. Ngáo. Ông gì? Bây giờ đắp nồi đậu gián lên nấu. Này đậu mình nấu cho nó mềm luôn hả mà? Ừ, nấu cho nó mềm mới được. Thôi nó lâu mềm. Nhà mình nấu lửa nấu khoai cao. Mưa ào qua lớn cái hết. Đang nắng lên mà giờ vẫn còn chỉ mưa. Mưa lớn quá trời. Màu xanh dưới với màu trắng. Mình xin chào bà cô chú anh chị và các bạn nha. Giờ mình lột dừa để hai mẹ nấu chè bưởi. Ồ, chè dừa có mọng rồi. Dừa này có mọng rồi. Quá cù. Mà cái mọng này chắc nhỏ. Mọng này ngọt à. Cù khó lột. Vỏ nó dày. Vỏ thích dày cái móng tay nhọn ha. Này vừa vỏ vừa nha. Nút vô nó xanh miếng vỏ bưởi luôn. Giờ mình cho bột vô tiếp.
mình gứa thêm nước rồi lá dứa vào nữa. Lần này nữa là xong, lần này nó khô lên nữa là bột nó áo thì nó bự nhiều. Sợ sợ giống như sợ bánh canh. Rồi mình bắt nước lên mình luộc. Luộc cái hồi bỏ đá mà, giòn vớt ra. Ừ, mình thơm nước đá. Khoai của mình nấu nãy giờ chín rồi nè. Giờ mình đổ ra. Mình nấu đậu xanh, mình cho vô thêm một miếng muối. Chút nữa mình nấu cho nó chín thì cái đầu mình nấu nước đường á. Mình để trải qua vô nữa cho nó thấm vô đậu cho nó ngọt. Tiếp tục cơn mưa thứ hai. Rồi nó bắt cá chở lên mình rang đậu phộng. Rồi vợ hai xuống lại vừa đó mình dắt nước cốt chè có nước cốt mới béo. Giờ tạnh chút xíu nắng nắng lên cái là không mưa tiếp. Giờ mình dắt nước cốt vừa. Tới mình làm màu trắng cho nước vô. Rồi mình xem cho nó mềm miếng vỏ bự rồi. Rồi mình mới cho bột vô. Có phải cao không? Dễ dẻo cũng béo. Nước sôi thì mình luộc vỏ bự. Chính mình nhớ cần để qua thêm nước đá cho nó giòn. Giờ mình nấu nước đường. Mình nấu 300g đường cát. Mình
tí xíu muối. Mình cho bột vô. Mình làm khi nào mà bột ấy vỏ bưởi nó khô thành cộng cộng là được rồi, chứ mình nếm chừng bột thôi chứ không biết này mấy trăm gram bột. Bây giờ lại tiếp tục một cơn mưa lớn nữa, như cơn mưa thứ ba rồi, quá lớn luôn. Nóng ào quá, lớn một cái nắng lên lời bão, đúng là bão rồi, còn mưa hay nắng ào một cái lớn hết sức. Còn cái nắng lại giống tàu hũ bánh lọt á ha. Chọn hai màu cho nó đều với nhau, màu thử một cộng coi nó giòn. Giòn sực sực lắm. Giòn sực sực ha. Giòn cho nước đường vô đậu cho nó thấm vô hạt đậu cho nó ngọt. Đậu xanh cũng để đường vô luôn, nước đường nó mình thấm càng hơn. Giờ mình thấm cái cốt này, mình cho miếng muối vô, thấm cốt chín mình dần hai muỗng đường. Đây mình có thấm nước đường để vô đậu hết được, dần hai muỗng đường thôi. Rồi xanh xanh mặt đặt lại một chút vậy thôi, vậy đó. Trang cốt mình thắng nó xanh xanh là vậy là được rồi nè. Mình tập bếp cho nước đường vô vỏ bưởi này cho nó thấm vô cộng bưởi. Mọi thứ đều bình thường, khoai cao thì hai bát thôi. Qua múc ẩm miếng ra, ẩm không? Rồi. Rồi. Này giống vài bữa dưới đây. Đậu xanh cũng sướng nha. Sướng không đậu xanh nữa. Con không đậu xanh. Đậu khoai cao, có đậu khoai cao chưa? Nội nội nội. Con hai là không đậu khoai nhiều, của con là không khoai đậu nhiều. Con hai là ít nước cốt, của con là nhiều nước cốt. Con út là hai miếng khoai. Con tự xử đi, cái gì hột hơi quá rồi hết nước đường rồi. Con tự múc luôn đi, cái này mọi tư múc hai đủ. Đó, ăn dạo nói không cũng gói nữa rồi. Múc cơm rồi. Cái là múc nước cốt thì để riêng, đừng có múc lộn xộn rồi nó dính được. Giống mà múc 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 có con cái gì có cái thân nè. Cái này bác không? Bác một cái kia bự. Nhỏ là bự như trước xuống nè. Ai không nói nha. Như cơm 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 c
Không. Trộn nó luôn đi hả bỏ cá cho nó được. Hả? Không không? Đó không rồi. Không đó. Đủ rồi, đủ rồi, đủ đi chưa? Đủ cái đủ luôn, nha. Thoải mái. Gì rồi, đi xuống. Gì đâu mà. Đủ làm thêm nữa. Rồi, đi ra. Bữa mắc xíu cho nè. Ai nữa. Quá vậy. Cả nhà bà. Trà bưởi với gia đình mình nha. Có ăn không? Trà bưởi. Nó mê luôn. Ăn cơm đi rồi cho ăn. Ăn cơm. Ủa uống cá. Cá là uống quá hả? Ủa không con? Đu hang nguyên rồi. Ê, ê, bậy, chú ba. Bậy. Ngồi dành chú ba ăn vậy hả con? Cá đâu có đó. Nó không có ăn nước đá, bỏ vô nó ngọt. Ăn nước đá thì nó ngọt lắm. Ăn vô nước đá thì nó vừa. Cá vô nó vừa. Bỏ nước đá hai ba lần thì nó lạc. Bữa hai ba lần cho ăn đá. Ăn to quá. Đá mà đâu có gì đâu. Chín ăn nước đá không với đồng ông hả? Có ăn vậy? Con đá. Con cùng cầm chơi nha. Cái bữa này hồi anh hai còn bây giờ nè. Gọt bữa cho anh ăn, cái tao lấy vỏ cắt khô cái vợ khô để tao ăn bể lên phải không? Sao ăn tưởng hồ cho trời cầm cái gì rớt hoài á dọn quá nha lạnh mà lạnh nó buồn á biết rồi biết rồi. Đi hay ăn được mình có chút chút. Ơ, nhìn vậy. Quạo rồi đó. Thầy muốn ăn gì cũng vô vậy. Tô gặp, tô dính gặp. Không hề. Cái con phái này nè. Phải đá không? Phải đá không ta? Phải đá rồi, cái đó gì vậy? Ăn miên thâu luôn hả? Bông chín là đó. Bông chín đó. Bông chín á. Để người ta ăn nữa. Bông chín đó. Lấy chồng miếng đá rồi. Dạ. Dạ. Dạ quá. Dạ lắm. Đá chờ cứu. Trời ơi. Giỏi quá. Cảm ơn nha. Dạ. Dạ cảm ơn nha. Dạ. Dạ lớn lên. Dạ quá. Tút cái nọ nữa. Tút cái nọ. Đắng đá đắt quá. Ồ. Thêm miếng nữa. Thêm miếng nữa. Dạ. Đồ ăn cục bự luôn. Rồi, nói cảm ơn con nha. Mẹ miếng gà. Nóng cho nhớ ăn bắt nhớ muốn cháo rồi. Mẹ miếng. Quá, cho bà tên miếng. Vậy ơi, cho nó khỏi rồi ăn. Cho nó khỏi rồi ăn. Thế hả? Kìa, mẹ hứng biết đi vô. Bà Tư. Kìa. Mẹ hứng đi vô bà. Bỏ quá, bự luôn bà. Trời ơi. Cho muốn muốn đá nó kìa. Miếng nữa là ít quá. Còn cái dựng văng vô mặt con á. Rồi, cảm ơn gái nha. Dạ. Dạ. Nguyên. Nguyên. Phải rồi, lộn rồi. Cô hai. Nguyên. Cô Nguyên. Cô hai. Nguyên. Cô hai. Miếng. Rồi, đấu chân. Rồi, dăng lên mặt luôn. Đầy lạnh. Lạnh không? Màu mánh luôn. Không hoài những cái không ta. Thôi, thôi con ơi. Thôi, đổ mai xinh nữa. Không. Đổ tốt kìa. Qua bởi thằng đi nhà nó vậy đó. Bởi thằng ăn đá luôn nha. Mấy lần ăn mà tôi chua quá. Đá, đá quậy. Đá quậy vậy đó hả? Vậy đó mà cùng gớm cho hả? Rồi. Hay
Hai Sướng xin kết thúc clip này cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo của Hai Sướng nha.